What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ lại cùng anh em mở hộp một con chuột mới đến từ nhà The Ghost. Đây là một trong những con chuột mà có cái giá thành khá là ok trong trong cái mức gọi là tầm trung, và một trong những con chuột gaming mà mình thấy nó có rất là nhiều ưu điểm và cũng như là khá ngon trong cái tầm giá này. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp và đánh giá chi tiết em The Ghost V90 Pro nhé. Chúng ta sẽ nhìn sơ qua chiếc hộp của em này trước. Chiếc hộp này đóng gói khá là đơn giản, chỉ có hai màu chủ đạo, đó là màu xanh dương và màu đen. Đây chính là cái màu chủ đạo của thằng The Ghost. Ở đây chúng ta sẽ thấy có cái mã đó là V90 Pro, đó chính là cái mã chuột của em này. Ngoài V90 Pro thì chúng ta sẽ còn có V90 Evo và V90 gì đó mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà cái dòng V90 này nó chia thành nhiều mã, và mình thấy cái mã V90 Pro này thì có vẻ như là hợp lý nhất trong ba dòng. Và cái giá của em này hiện tại đang khoảng là tầm 400.000 nha các bạn, giá khá là thơm. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ thấy nó đóng gói khá là cầu kỳ, có một cái bịch để chống sốc này, con chuột nằm ở giữa, và trong này chúng ta sẽ phải luồn dây qua cái lỗ này thì mới lấy được chuột ra. Đó, khá là khó khăn đấy. Rồi, đó, đây chính là con chuột. Để mình xem được trong hộp nó còn gì không. Ngoài ra thì trong hộp chúng ta sẽ không còn gì hết. Ok, thì hiện tại trên bàn mình đây là con chuột V90 Pro đến từ hãng The Ghost. Hãng này thì hiện tại đang du nhập vào Việt Nam với rất là nhiều sản phẩm, từ bàn phím đến chuột gaming, cả tai nghe nữa, tức là bao gồm các cái hãng gaming gear. Mới nhìn vào thì con chuột này thì mình đã thấy cái form cầm của em này khá là giống với những cái form cầm của các cái em chuột mà chuyên bắn game FPS. Những cái con chuột đó thì nó sẽ có cái form cầm khá là thoải mái. Như con chuột này khi mình để tay lên thì nó rất là ôm tay này. Cái form của con này là thuộc dạng tầm trung, không có phải là thuộc quá nhỏ mà cũng không có thuộc dạng quá to, cho nên nó sẽ vừa với hầu hết tất cả các cái tay của các bạn. Ở phía giữa con chuột thì chúng ta sẽ có một cái nút bấm, và nút này lại là bằng nút cao su chứ không phải là nút nhựa. Và nút này chính là cái nút chỉnh DPI. Ở trên này cũng là một con lăn, và con lăn này cũng là bằng đệm cao su luôn, khá là mượt mà và êm ái. Cái nút bấm này mình bấm khá là nảy đấy, mặc dù nó chỉ là nút bấm phụ thôi, và bấm nó cũng rất là sướng nữa do nó là nút cao su. Chúng ta vẫn sẽ có hai nút trái phải như những con chuột khác, và cái độ nảy của hai nút này thì mình đánh giá là cực kỳ tốt. Có lẽ là do cái bùi của con này nó cũng khá là chắc chắn nữa. Cái lớp nhựa của em này thì là một lớp nhựa nhám, và nó sẽ hơi sần sần một chút. Nó sẽ chống được cái hiện tượng đó là ra mồ hôi tay cũng như là bám bẩn đó. Những cái loại nhựa như thế này thì mình thấy khá là ok. Ở phía bên hông thì chúng ta sẽ có hai nút, đó là hai nút tiến và lùi ở trong chỉnh trang web. Tuy nhiên thì mình cũng có thể dùng phần mềm để mà tùy chỉnh lại hai nút này. Ở phía dưới thân, dưới đít thì chúng ta sẽ thấy có một cái logo của hãng The Ghost. Logo này cũng sẽ xuyên LED, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Ngoài ra thì ở phía dưới bên hông này chúng ta sẽ thấy có một cái dải nhựa chạy từ bên trái qua bên phải như thế này. Nó chỉ có chạy ở phía sau thôi chứ không có ở phía bên trước này. Thì cái dải nhựa này là một cái dải đèn LED RGB khá là bắt mắt và cũng rất là sáng, tí nữa mình sẽ cho các bạn coi luôn. Ở phía dưới đáy của nó thì chúng ta sẽ có hai cái fit rất là lớn. Cái fit chuột lớn như này sẽ giúp cho chúng ta di chuột nó sẽ mềm mại hơn, và cũng như là nó sẽ có độ bền tốt hơn là những cái fit chuột nhỏ như những con khác. Đó là một cái điểm đáng lưu ý của em này. Chúng ta sẽ có thêm một cái cần gạt ở đây. Cái cần gạt này chính là cái cần gạt để tăng giảm cái độ nhạy của cái con chuột này. Cao nhất sẽ là 1000 Hz, tức là nó sẽ có công suất tối đa luôn của con chuột, và lúc đó nó sẽ có độ nhạy tốt nhất. Em này đang sử dụng mắt đọc quang, và mắt đọc này sẽ là 3325, một trong những con mắt đọc khá là ngon, và nó sẽ thường được trang bị cho những con chuột cao cấp trước đây. Tuy nhiên thì nó đã đưa xuống con chuột tầm trung rồi. Đây là con chuột của The Ghost, và tất nhiên nó sẽ vẫn có tem chính hãng của Ninja, được bảo hành 2 năm. Form cầm của em này sẽ là form cầm dành cho những người nào mà thuận tay phải nhé, thì nó sẽ là hơi nghiêng về bên phải một chút, kiểu dáng công đái học. Về dây cáp của em này thì dây cáp em này khá là dài và đều được bọc dù rất là chắc chắn như thế này, có cục chống nhiễu. Tuy nhiên thì đầu USB của em này thì lại không được mạ vàng nha các bạn, mà nó chỉ là đầu USB bình thường thôi. Một điểm trừ khá nhỏ đến từ một em chuột có giá thành cao như thế này. Ok, về tổng thể bên ngoài của em này thì nó khá là chắc chắn và có form cầm ôm tay rất là đẹp.
Như các bạn đã thấy là mình đã cắm đèn led của em chuột này lên. Cái đèn led của nó khá là đẹp. À, các bạn có thể nhìn thấy logo của nó đổi 7 màu RGB. Ngoài ra thì ngay cả cái con lăn của nó cũng rất là sáng và còn đèn led RGB luôn. Nhìn rất là bắt mắt. Ở phía bên đằng sau đít như thế này, mình đã nói ngay từ đầu thì đây là một cái dải đèn led RGB. Đó, nó sẽ chạy từ trái qua phải và đèn led này mình cũng có thể tùy chỉnh được bằng hệ thống phần mềm của nó. Nó có khoảng tầm 5 chế độ đèn led. Trong hệ thống phần mềm thì chúng ta có thể được chỉnh được cả DPI này, chỉnh được cả các cái chức năng của các nút cũng như là chỉnh được hệ thống đèn led. Và đặc biệt hơn là nó có thể cho chúng ta sử dụng cái hệ thống đó là macro rất là tiện lợi. Tuy nhiên những hệ thống đèn led này mình thấy có vẻ là nó không cần thiết cho lắm, tại vì khi mình để tay vào thì cái bàn tay của mình nó đã che hầu hết tất cả các phần đèn led của em này rồi. À, chỉ có hệ duy nhất cái đèn led đó là đèn led của con lăn thì nó còn sáng thì chúng ta có thể nhìn thấy được, còn nếu không thì khi mình sử dụng thì nó sẽ không nhìn thấy đèn led. À, ngoại trừ việc chúng ta để trên bàn chụp hình cho đẹp thì nói chung nó sẽ đáp ứng được đủ nhu cầu làm màu của các anh em đấy. Ok, như vậy là mình đã vừa đi review sơ qua cho anh em con chuột The God V90 Pro. Về trong cái tầm giá khoảng 400 ngàn thì rất là khó những em nào mà có được những cái chức năng như em này. Mình sẽ nêu một số cái ưu điểm nổi bật của em này nhé. Đầu tiên đó chính là về cái form cầm. Cái form cầm của em này thì nói là cực kỳ là dễ cầm luôn. Và nó đã được kiểm chứng trên rất là nhiều con chuột mà chuyên về dòng FPS rồi. Và những con chuột đó thì có giá thành cực kỳ cao. Cái thứ hai là về cái bui của em này phải nói là rất là chắc chắn từ cái lớp nhựa cho đến những cái nút bấm như thế này. Và kể cả cái con lăn nữa, mình thấy nó rất là ok. Các nút bấm thì là cực kỳ nảy và nghe rất là sướng tai. Cả con vít chuột nữa cũng rất là to để cho các bạn có thể sử dụng trong thời gian dài. Mắt đọc thì rất là ngon rồi, 3325, một trong những con mắt đọc khá là phổ biến trên các con chuột tầm cao cấp ở trước đây. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã xuống trung cấp rồi. Hệ thống đèn led phải nói là cực kỳ đẹp và có rất là nhiều chế độ led. Mấy cái này mình có thể tùy chỉnh được. Và đặc biệt là nó còn có cả hỗ trợ phần mềm để mình macro cũng như là chỉnh nút ở trên chuột nữa. Quá là ok. Nếu như mà các bạn tìm một con chuột nào đó mà vừa đáp ứng được về cái thẩm mỹ, vừa đáp ứng về được hiệu năng thì đây là một trong những con chuột mà mình thấy có trong cái tầm giá tiền rất là ok. Ngoài ra thì em này còn đang được hỗ trợ bảo hành lên tới 2 năm chính hãng tại Việt Nam nữa. Các bạn thấy sao về em chuột này? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Và giá của em nó đang là khoảng tầm 400 cho đến 500 ngàn tùy nơi bán. Các bạn muốn mua thì có thể để nhấp vào cái link ở phía dưới phần mô tả mình để trong video nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Nếu mà các bạn muốn xem thêm các video khác về gaming gear tại Boss Gear thì các bạn có thể nhấp vào các cái video ở phía bên trái đây hoặc là phía bên phải đây để xem thêm các video khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!